Hello mọi người, anh Ngô đang làm nha mọi người ơi. Bữa nay được làm ở nhà, tuần này làm ở nhà cho nên là rảnh rảnh lên tâm sự với mọi người cho vui. Thì trong mấy cái video mà anh Ngô làm trước nói về cuộc sống Mỹ á mọi người, có nhiều người á thì vô cũng bình luận tiêu cực, cũng có người tích cực. Thì tại vì nhiều người mà bình luận tiêu cực á, không thích á, là vì họ không có nghe hết cái video của mình. Khi mà mình nói về, thì có người vô nói là cuộc sống Mỹ thì sướng, ở Mỹ sướng mà sao mình chia sẻ như vậy, vậy thôi đừng có ở Mỹ, về Việt Nam đi đồ này kia. Mà thật ra thì chắc là những cái cô chú hay những cái bạn đó mà coi á, chắc không có coi hết video, không có nghe hết những cái gì mình nói, không nghe đầu nghe đuôi rồi đi nói như vậy. Mình nói đây là hồi đó mình cái video là mình nói ai mà mới qua Mỹ á, đúng không, là có những cái khó khăn, chứ là phải ai qua sướng đâu mọi người. Sướng chắc người ta cũng cố gắng người ta đi hết rồi, đúng không, ở đâu cũng vậy thôi. Sướng là sướng cái gì, mọi người cứ nói thì mọi người phải chia sẻ cho nó thật, chứ mọi người cứ nói cái phần toàn lại như những cái gì nó như một cái thiên đường không à, thì làm sao mà mọi người hiểu hết được. Ở đâu cũng phải có cái khó cái khăn, có cái khổ cái sướng, nhưng mà thật ra ở Mỹ nó khổ nhiều hơn sướng chứ. Tại vì ở đây mình nói trong video mình cũng nói rõ, khổ hay không thì thật sự là cũng do mình, và sướng hay không cũng do mình nói cái phần mà mình chia sẻ là cho những người á, những bạn á mà hỏi mình là có những cái câu, mình chia sẻ cái video là tại vì có những cái câu hỏi nhắn tin cho mình. Đâu phải là ai cũng qua đây là cũng có một cái cơ sở nền tảng sẵn rồi mọi người. Mình chia sẻ hai mặt rõ ràng là những bạn mà có về ngôn ngữ, có kinh nghiệm hoặc là có một chút vốn rồi qua đây thì nó đỡ. Còn ví dụ như qua mà chưa có, như bà hai bàn tay trắng không có gì á, và nghề nghiệp cũng, ngôn ngữ cũng không có ổn định á, thì mình phải chuẩn bị tinh thần chứ. Đâu phải qua cái tự nhiên không có ngôn, không những người không có ngôn ngữ nhưng bạn còn còn chưa biết cơ bản thì mình phải tâm sự thật là khổ chứ. Sao sướng được, qua một cái đất nước mà người ta nói về tiếng Anh là chính, mà mình phải có cái khó khăn trong đó chứ. Mình giao tiếp không được là mình bị ngăn một cái bức tường ngăn cản rất là lớn luôn. Mà mấy bạn cứ nói cho nhiều cái sung sướng vô không, thì làm sao những cái người mà họ chuẩn bị qua bên đây á, họ cứ nghĩ vậy không, rồi qua họ bỡ ngỡ làm sao. Chia sẻ là mình phải chia sẻ một cái hai mặt rõ ràng cho mọi người cùng hiểu. Nhưng mà trong cái video mình cũng nói rõ đó, mình đi ở Việt Nam thì mình làm ít, ví dụ như mình làm 50% sức lực hoặc là mình làm tành tành thôi cũng đỡ, dù sao cũng đất nước của mình, có người thân đồ không. Chứ còn qua bên Mỹ này á, cho dù có người thân thì cũng thân ai nấy lo thôi, thật sự luôn á. Trường hợp người ta giàu thì kích xù luôn á, người ta còn đỡ cho mấy bạn được. Còn không, thật sự luôn, mình mà có sơ sơ vốn thôi đó, qua đây mình làm rất, phải làm rất là nhiều, chứ mình không có thể nào mà mình vừa làm vừa chơi như Việt Nam được đâu mọi người. Đó là mình nói thiệt luôn á. Còn những cái bạn nào ở đâu mà nói về cái phủ định những cái lời mình nói đây, chắc mấy bạn đó chắc vốn chắc cũng mấy chục tỷ đó, trước khi qua bên Mỹ chắc mấy bạn sướng, đúng không, hoặc là mấy bạn có người thân sẵn rồi, người thân mấy bạn đỡ cho mấy bạn. Còn những cái bạn mình đang nói đây, những cái người mà chưa có một cái gì hết mà qua đây là biết là mình phải tự lực cánh sinh đó, thì mình phải cố gắng gấp 10 lần nha, chứ không phải đơn giản đâu. Có mặt sướng mặt 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 khổ. Sướng ở nước Mỹ này là sướng tự do, mình tự do là sướng thật sự. Cái nhà nước quy định đường này kia mình không có phải như cái Việt Nam của mình, đó là cái phần không thể nào mà phủ nhận được đó. Còn ngoài ra về nói về công việc cuộc sống mình để lo toan này kia là ở Mỹ này nó khổ hơn bên Việt Nam nha, chứ không sướng hơn đâu. Còn ví dụ như mấy bạn mà ở mà trên 10 năm rồi thì còn mặt may, 7 năm 8 năm còn mặt may.
Ví dụ như mình ở trên 10 năm, 7-8 năm thì lúc đó mình kinh tế nó ổn định hơn chút xíu, công việc nó ổn định hơn chút xíu. Thì bắt đầu mình mới đi vào ổn định cho cuộc sống. Chứ còn đâu phải qua cái 3-4 năm cái mình ổn định liền đâu mọi người. Thật sự luôn á. Cho nên mình nói thật để cho mọi người mà chuẩn bị qua bên Mỹ là mình có một cái chuẩn bị, một cái tinh thần rồi khỏi mình phải phải bỡ ngỡ cái này cái kia, không chứ đừng nghĩ là cái sướng không mình nói gì á. Còn nhiều, có nhiều người lắm, cũng có nhiều nhiều người coi á, hết cái video của mình á, thì cũng thích. Nói chung đúng, mình nói chung xã hội mà có người này người kia, mỗi người 9 người 10 ý. Cho nên á, mình đã nói trước khi trong cái video rồi, những cái phù hợp với những cái người nào mà cùng cái tâm trạng như mình hoặc là cái trải nghiệm như mình thì mình hiểu. Chứ còn thật sự những cái người mà bình luận mà kêu sướng này kia thì như mình nói đó, thật sự là chắc là ở lâu rồi, mười mấy năm rồi. Mấy bạn quên đi mấy chục năm rồi, mấy bạn quên đi cái bước đầu tiên mà mình mới qua bên bên Mỹ. Hoặc là những cái cô chú mà qua cái thời chiến tranh, cái thời đó nó dễ lắm mọi người, nhiều lúc cũng không không có cần phải thi quốc tịch nữa, cho vô lớp học đồ này kia rồi bắt đầu có quốc tịch luôn, ví dụ vậy đó. Hồi xưa nó tạo điều kiện nhiều hơn, tùy theo trường hợp nha. Đó, còn mình nói ví dụ cái trẻ bây giờ nè, thời đại bây giờ mà qua nè, nó không phải như hồi xưa đâu. Cho nên nhiều cô chú anh chị ở mấy chục năm rồi bắt đầu nói mình sao nói nước Mỹ thế này thế kia, mà đâu nói gì nước Mỹ đâu. Mình đang nói là mình thích nước Mỹ chứ mình đâu có ghét gì nước Mỹ đâu, chọn mình thích mình mới qua chứ. Nhưng mà mình đang nói đây là phần tiêu cực và phần tích cực rõ ràng để mọi người cùng hiểu, để mọi người có một cái tinh thần, chuẩn bị một cái tinh thần khỏi phải bỡ ngỡ trước khi qua bên Mỹ đó. Mình phải học xác định một cái công việc để mình qua đây mình làm, hoặc là có ngôn ngữ càng tốt nha mọi người. Ngôn ngữ là một cái chính, nó đóng vai trò chính quyết định trong mọi cuộc sống bên nước Mỹ này luôn. Mấy bạn mà không có ngôn ngữ, mấy bạn xây quần trong một cái khuôn viên cộng đồng người Việt Nam, và mấy bạn làm những công việc mà có thể là nhiều công việc lắm, như mình nói nhiều công việc dễ kiếm lắm. Không biết tiếng Anh vẫn kiếm được, nhưng mà mình chỉ là trong một cái khuôn 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 viên đó thôi. Đó, mình làm những công việc đó, và các bạn đi khi mà các bạn muốn nó liên quan tới nhiều cái, nó ví dụ như nộp giấy tờ làm này làm cái kia, mấy bạn không có ngôn ngữ nó cũng rất là bất tiện. Mình cái gì mình cũng phải nhờ vào cái người Việt Nam của mình, dịch vụ người Việt Nam của mình. Đâm ra có như mình nói, chỉ có trong một cái khuôn viên đó thôi, mấy bạn không có đi ra ngoài xa của cái xã hội đó. Chứ không phải là bạn không sống được, không có ngôn ngữ vẫn sống được. Nhiều người ở mấy chục năm đâu có ngôn ngữ, không biết tiếng Anh cơ bản thôi vẫn sống được, nhưng mà nó sẽ khác khi mà bạn có ngôn ngữ. Mình nói mà mấy bạn không có nghe hết cái video và cứ nói này nói kia, bởi vậy ta nói với 9 người 10 ý. Sorry mọi người nha, đang nói chuyện cái có khách mọi người ạ. Hồi mình mới qua bên bên Mỹ này á, mình cũng làm công việc khác, nói chung là mới qua thì có gì mình làm cái đó. Rồi từ từ mình xin được cái công việc nào mà mình cảm thấy phù hợp với mình hơn, theo cái nghề của mình vậy đó mọi người. Chứ mới qua cũng đâu có công việc mình thích liền đâu, có gì mình làm cái đó. Mà như anh Ngô thì cũng được may mắn là hồi đó ở Việt Nam làm khách sạn, cho nên là qua bên đây rồi cũng làm luôn bên khách sạn luôn đó, làm bên lễ tân á, đặt phòng khách sạn rồi đó. Rồi bắt đầu mới chuyển qua cũng du lịch, hiện tại anh Ngô cũng làm du lịch nhưng mà mảng khác, về bên tàu thuyền đó mọi người. Bây giờ thì nó khỏe hơn chút xíu là làm ở nhà luôn, chỉ có một tháng lên công ty mấy ngày thôi, chứ còn không có làm như ở khách sạn thì mình phải ngày nào cũng có lên công ty làm lễ tân đặt phòng mà. Còn bây giờ bên cái này là bên travel, là bên đặt phòng của tàu thuyền, cho nên mình làm tại nhà luôn cũng khỏe, qua điện thoại vậy nè mọi người. À, tổng đài đó, y như tổng đài vậy đó mọi người. Mà mình làm cho Costco Travel nha. Costco cũng ok lắm. Bạn nào mà ở hiện tại thì có ở Texas nè, Oklahoma City, rồi với lại Washington đó. Ở đâu nữa ta? Mấy cái nước khác thì có bên UK, bên Úc. Nó mở rộng lắm mọi người, mở rộng thị trường lắm. Costco hiện tại
mở nhiều nhiều nước cũng có nè, rồi ở trên nước Mỹ này thì cũng nhiều tiểu bang, hy vọng là sẽ có nhiều tiểu bang hơn nữa. Thì anh Ngô thấy ok lắm, cho nên mọi người tìm hiểu nha, cứ lên trên costcotravel.com .com á, Costco website đó, hoặc là trên mấy cái widget nè, cái gì đó, mấy cái mảng tự nhiên nói widget quên, cái đó là ở Canada. Ở Canada cũng có nha, Canada cũng có Costco Travel lớn lắm á, nhiều lắm, mọi người lên coi đi, anh Ngô cũng không nhớ hết. Lên trên trang web của Costco đó. À, Twitter, chắc Twitter. Nó thường mình hay nó hay đăng trên đó, với mấy cái mạng, mấy cái website mà xin việc rồi đó cũng có. Nói chung lên trên trang của Costco đi dễ thấy hơn mọi người. Thì anh Ngô cũng muốn tâm sự với mọi người vậy thôi à. Bây giờ anh Ngô tiếp tục làm nha mọi người. Hello mọi người. Quay tiếp cái video hồi sáng cho mọi người nha. Mới làm xong mọi người. Đây là một cái ngày hết ngày làm việc của anh Ngô. Để đây coi. Không có cái đồ cái quay nữa. Đang chiên chả giò ăn nè mọi người ơi. Được mấy cuốn rồi. Đây. Không. Được mấy cuốn rồi. Chấm nước mắm ăn rồi. Cái cuốn này là cuốn mini nha mọi người. Cái này thì to nè. Cháy rồi. Xém cháy chưa cháy. Ở Mỹ là chỉ vậy thôi mọi người. Tự làm ăn. Nhỏ bạn nó mới gửi cho cái này để coi thì có gì trong này, kêu nó gửi quà Tết cho nè, bánh ú bánh bèo gì đây không biết. Để đây quẹt cho nó dễ đi. Để coi thì nó gửi cho cái gì. Bà gửi cho mứt nè mọi người, nhìn ngon không? Nhớ bạn ở bên Cali á mọi người. Gửi qua đây cho mình. Nhìn ngon ha. Ngô rất là thích ăn mấy cái mứt đó. Cái gì nữa đây? Úi trời ơi, gửi quà Valentine nữa mới chịu. Cảm ơn bà An nhiều nha. Valentine đồ. Úi trời, những phong bì lì xì nữa mọi người. Bên Cali thì gần cộng đồng Việt Nam nhiều mọi người, thì ăn Tết nhiều, còn bên anh Ngô không có ăn Tết. Đây, để coi thử. Bà lì xì cho tôi cái gì đây? Vé số quá. Trời ơi, bà lì xì vé số mọi người ơi. À, cái này không biết chơi làm sao đây. À. Win 4,000 a month for the next years. Đây, lát nữa sẽ cào nha mọi người. Lát sẽ cào, trên đây thử mình trúng được bao nhiêu hay là không đồng nào, nhưng mà giá trị cao của nó là cao nhất là 200 đô cái này, còn cái này cao nhất là 4.000 đô. Đi coi thử có trúng được cái gì không. Cái gì vậy, chắc là nó bỏ vô nó bị rớt. Sao kỳ vậy, nó tháo rồi nó coi nữa mọi người, nó sợ cái gì sao, nó tháo rồi hết rồi. Rồi biết cái gì đâu. Đừng có hết hồn nha. Ai cái bánh ú. Trời ơi, bà An thương bà quá vậy. Thiệt luôn mọi người, bên đây cái này quý lắm nha, chứ không phải như ở Việt Nam mà ra đường là có, nhưng mà hả
bên đây mua là hơi khó nha, phải qua chợ Việt Nam. Cái này là bạn của anh Ngô nó đặt người ta làm Tết á, xong nó gửi nhà nó ăn, xong nó gửi cho anh Ngô hai cái hơi bị to nha mọi người, to đó. Hai cái nha bà An chứ không phải một cái, hai cái. Cảm ơn bà An nhiều nha. Trời ơi, những cái món quà thật là giá trị quý báu. Ở bên đây vậy là vui lắm mọi người. Tấm lòng. Cảm ơn bà An nhiều như bà An. Lát nữa mình cào mình trúng vé số nha. Còn ngon hơn nữa. Trời ơi, lo tám quá. Chưa trở này nữa. Ở bên Mỹ đó mọi người vậy đó, anh Ngô sáng sớm làm rồi hết ngày xong mới là nấu ăn nấu uống, rồi đợi mệt quá thì ăn ngoài. Bữa nay thì cuối tuần thứ sáu nên đang may mà đang quay mà cái máy đó, nó hết nó ngưng nữa. Nay là thứ sáu mọi người ạ, cuối tuần cho nên là còn miếng chả giò. Anh Ngô thường làm chả giò xong bỏ tủ đông á, rồi khi nào mình ăn cái mình lấy ra mình chiên thôi. Đây nè, không nhanh gọn lẹ thôi. Anh Ngô xin dừng cái video tại đây nha mọi người. Làm nước mắm ăn với bún dưa leo rồi carrot, có gì ăn đó thôi. Ăn với chả giò. Tạm biệt mọi người nha. Anh Ngô mới 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 mua con cún mọi người biết không? Chắc nó đang ngủ rồi. Lát nữa nó dậy phải dẫn nó đi ra ngoài. Đằng sau vườn đây, tè, ị, nó là hết ngày. Tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi video của anh Ngô rất là nhiều. Anh Ngô sẽ cố gắng làm nhiều video hay hơn nếu mà có thời gian rảnh để mà đầu tư vô làm nhiều video cái nội dung cho mọi người xem. Dạo này bận quá mọi người ạ. Cảm ơn mọi người.